Quang An Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị ha. Thì là trước mặt quý cô chú anh chị đó là Duy Minh thấy có khán giả người Tây quý anh chị. Dạ con chào chào cô. Hello. Hello. Con muốn tìm ai? Tìm nghệ sĩ à. I don't understand. I'm looking for Tom. Bác sĩ hả? Bác sĩ hình như khu này là khu nghệ sĩ cô. Khu này là khu nghệ sĩ. Dạ, khu bác sĩ là không có đây. Ở đây có một bác sĩ hình như con nhớ là hình như ở cái góc đó. Con nhớ là như góc bên đó có bác sĩ gì đó. Có cái mộ ngay đó luôn. Cái câu phải không? Hello. 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 Bác sĩ nào cô? Sao? Nguyễn Văn Thanh hả? Ông cho ông có một mình đúng không? Con thấy ở đây có một bác sĩ này. Đây con lại con coi hỏi. Để con coi thấy coi phải không? Mình đang ăn cơm luôn quý cô chú vậy. Mình bỏ hãy quay cho bà con ở đây để coi có phải không. Người ta mà ở nước ngoài gì người ta cũng không có biết cái gì vậy nên mình. Ông Nguyễn Huy Anh. Nguyễn Huy Anh không phải rồi. 33 tuổi. Không phải. Em nói ông Nguyễn ở đây ông Nguyễn Nguy Anh là không phải đúng không cô? Để con hướng dẫn cô nha. Cô ơi, cô đi xe hả? Cô lại cái cổng bảo vệ. Cũng nói vậy không có ai trơn hết. Không có ai hả? Không có ai thì cô phải qua văn phòng mới được. Là cô hỏi mộ đó là nằm ở khu mấy? Tên gì? Nguyễn Văn Thanh bác sĩ. Dạ. Nguyễn Văn Thanh bác sĩ. Khóa 2011. Dạ. À con nghe chú ơi. Dạ con. Dạ. Đó tiếng Việt được đấy, đấy. Đấy tí xíu con ấy cô con đang quay cô. Dạ dạ. No, ánh liệt là không biết tiếng Anh đúng không hả? Không biết tiếng Việt. Je suis une célébrité, venez tiếng, me. Ánh liệt là tiếng Anh đó. Thì em không biết. Nói vậy đúng rồi. Dạ con chào cô. Cô chụp tôi nha. Dạ. Dạ. Muốn đến đây mình đến đây mình thắp hương cho ông cái đi cô. Nghe thôi chứ không hiểu. Không hiểu. Dạ. Khán giả nước ngoài hiểu quý chương trình. Không có phải đây. Con chào cô, chào chú. Mình chỉ phải qua bên văn phòng á chú. Qua bên văn phòng mình hỏi kiếm mộ của bác sĩ. Cái này con Nhi là chết chứ Nhi rồi. Nha. Con Nhi là Nhi nói. Thì chị nói bác sĩ cũng có nghệ sĩ. Dạ. Bác sĩ. Đây có mấy công an bảo vệ. Kiếm bảo vệ mà anh thấy ăn hết trơn. Mình lại ra bảo vệ xong. Xin cổng á. Đừng có chụp tôi nha. Dạ. Hello. 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 Cái đầu mình nói là no English. Where you from? Belgium. Oh, welcome. Okay. You know? And you? And you can. Vietnam. Vietnam. Good. Come on. And you, bạn. Đi sau rồi tìm mơ. Chú nói tuần sau chú tới nữa.
Ngon đâu. Dịch ta bậy tới chết. Anh chỉ veux gagner 100.000 đồng tu tourner ici avec un parapluie. Chú hỏi mấy anh em mình ăn cơm chưa? Yes, please. Hình như anh nghe chú hỏi là hỏi mấy anh em mình ăn cơm chưa? Phải không? Ờ. Buổi trưa nắng rồi. Có ai giao tiếp được tiếng Anh không? Có nếu nè. Nó được mấy câu à? Nó được mấy. Thôi được mấy câu. Nói tiếp khách đầu, khách lâu lâu khách nước ngoài về quý. Giờ hỏi tên chú đi. Chào. Cảm ơn bạn chào rồi, con nói tiếng Anh đó. Đó. Ông chào đó. Ông là bác sĩ nha. Mỹ á. Theo coi. Chào nãy rồi. Mình không biết mình cao qua đi kha lại đi. Cái này là chào tình thái mà. Có gì đâu mà thấy. Mình không biết tiếng Anh mình chào lại tiếng Anh. Bây giờ mình quay lại á. Tôi dặn rồi đó. Có gì là tụi nó phương là gạt ra đó. À, cô chú đang tìm cái mộ của bác sĩ Thanh. Nhưng mà bye bye cô chú nha. Vô chú chơi chút đi về. À. Cô biết nói tiếng Anh không cô? Không. Tao ngồi đi hướng thì biết đường đâu quay ra. Rồi ơi, qua đây nè. Đi ra đây. Thì cô nói tụi con ăn cơm chưa? Tụi ăn đi. Đó. À. Thì quách cho anh em gì mai anh em gì đó, quách cho anh em hỏi tên mấy gì mấy. Đó. Anh em ăn cơm. Bỏ tay tiếng Anh là bỏ tay rồi. Dạ. Con chào cô nha. Dạ. Dạ. Goodbye, dạ. See you again. Bye bye. Cô biết cái đường qua bên văn phòng không? Con chỉ cô. Dạ. 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 Ai vậy? Tài xế hả? Trời ơi, tài xế nó vẹt bụng ghê luôn ba. Tài xế nó tiếng Anh luôn chứ. Quách cho anh em. Do anh em hả? Mày anh em tài xế. Vậy người tiên người Anh thì hỏi tiếng Việt mà người Việt thì hỏi tiếng Anh. cô anh hồi đó dạy gì đó? Cô anh dạy hồi đó là nói nếu mà gặp người nước ngoài á. Em được mẫu chưa chú? Chú. Cô em hồi đó dạy là nếu gặp người nước ngoài á thì mình hỏi tiếng Việt, mà gặp người tiếng Việt thì Việt mình hỏi tiếng Anh. Thôi cho mình đụng game nay đi ha. Cười. Ôi. Nói chờ chúc dạ hello. Thank you. See you again. Trời ơi, cũng biết nói tiếng Anh với người ta, tiếng Anh tiếng U với người ta chứ. Lâu mới see you again nè, tạm biệt nè. Bây giờ chỉ có cái thôi. Ờ, quý cô chú anh chị. Tại đây ra chào ông cái nữa rồi. Thôi, see you game luôn ha. Quý cô chú anh chị ơi, mình cũng chào mấy cô chú cũng đã ghé ở đây, quyến mộ chú Linh. Thì một lần nữa thì mình cũng cảm ơn mấy chú Tây với mấy chú ở bên nước Anh, nước Mỹ. Bà con cô bác xem video cảm thấy video nó vui vui thì cho giùm mình một like, một đăng ký ha, quý cô chú anh chị. Đang ăn cơm mà bỏ cơm luôn. Giờ xin chào bà con, hẹn bà con làm một video tiếp theo ạ.